Chào các bạn, hôm nay Dog Paradise sẽ chia sẻ đến các bạn một trong những vấn đề thường gặp ở cún mèo, đó là bệnh về răng miệng. Răng miệng ít được quan tâm sẽ dẫn đến việc các bé dễ dàng mắc các bệnh như là hôi miệng, răng bị sâu, ê, buốt nhức, đóng vôi và dẫn đến việc các bé biếng ăn và lâu ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các bé. Và khi các bạn sử dụng khăn lau răng của Bedhead, các bạn có thể giải quyết được tất cả các vấn đề nêu trên. Khăn lau răng của Bedhead với các thành phần chính là glycerin và polysorbate giúp khử trùng nhẹ và làm sạch răng miệng của bé. Ngoài ra còn có tinh dầu bạch hà hỗ trợ cho việc khử trùng mùi ở trong miệng của bé nữa. Và sau đây sẽ là cách sử dụng khăn lau răng của Bedhead.